Rồi còn ở cái máy này nó có những bài tập cơ vai rất là lạ. Lean Body, nét đẹp bất tử theo thời gian, trường tồn cùng năm tháng. Niềm kiêu hãnh của streamer danh nhân bụng sáu múi. Di Nguyễn Luxury Home Gym. Chào mừng các bạn đến với chương trình tập luyện Lean Body tại Luxury Home Gym của Di Nguyễn. Và ngày hôm nay Di Nguyễn sẽ thực hiện bài tập với hai nhóm cơ tương đối vừa và nhỏ, đó là cơ vai và tay sau. Trên bốn cái thiết bị Mỹ Đế High-End, lộn Mỹ Đế Home Gym Luxury. Ta chạy nhiều show quá các bạn, nó lộn thôi chứ không gì trơn trọi nha. Đây là chiếc máy rất là quan trọng nha các bạn. Mình nói với các bạn đây là cái máy căn bản trong Home Gym luôn, dành cho những bạn nào mà tiền yếu yếu á thì tập trung mua máy này, rồi xong rồi thời gian sau trúng lô trúng đề đó mua máy tiếp theo đó. Cái máy này cực kỳ quan trọng nha, nó tập free weight, tập tren, tập cường độ cao rất là hiệu quả, và nó cũng vừa túi tiền của chúng ta. Nếu mà không có, nếu mà bạn tập luyện ở những phòng gym xong á, các bạn về mua home gym mà bạn không chơi cái dàn này á là bạn tập free weight cũng được. Khởi động. Này không phải tập bắt công ty nha các bạn. Ôi. Thôi tập lên, khởi động xong rồi đó các bạn. Giờ đi tập thiệt nha. Mạnh quá. Hai. Hai. Ta làm bằng gì nặng dữ trời. Tốt. 1, 2, 3 up right row. Hey!
á. Đầu tiên là chúng ta Duy Nguyễn sẽ giới thiệu bạn trên cái máy. Cái máy này tập rất là đa năng nha các bạn, nhưng mà tập ở home gym rất là tuyệt vời. Và rất nhiều bài tập nó đã cũ rồi, Duy Nguyễn không muốn nói nữa, nhưng mà riêng máy này có một bài để tập cơ vai là xịn sò nhất luôn. Trong tất cả các máy ở đây á, thì nói chung là không phải là xịn sò nhất là máy kia cũng bằng, nhưng mà máy kia nó có những cái bài tập truyền thống, là tức là bạn vô phòng gym mà thấy nó tập nhiều rồi. Rồi còn ở cái máy này nó có những bài tập cơ vai rất là lạ. Nó lạ thì chúng ta phải trải nghiệm nó giống án không, chứ sau này mốt rồi lỡ rồi bán máy đi rồi nó lấy rồi quay. Nè, đầu tiên là tập chuột nha. Hai, rồi. Rise, tập vai là phải rise. Cái máy này xinh rồi đấy, rise luôn các bạn. Yeah.
Tricep, foot down. Đau quá. Về, lên tạ. Bang!
chết. Tay giang rộng yêu em bằng tất cả, đời thành công trên muôn ngả tình say, gym mạnh mẽ trong hồn anh ngất ngây, cơ bắp căn phòng mạch máu lung lay như tuôn chảy trong bầu trời danh vọng, theo đỉnh ly gym dành cho cuộc sống, anh thả đam mê vào chốn phòng gym bằng cả tình yêu khói óc và con tim. Mong ước chưa thành nào phải mộng mơ, đôi tay gym không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ nhớ. Biến tham vọng thành sự thật khát khao, nhất body nhất danh vọng nhất thành công, nhất tình si lãng mạn em muốn không. Trong phòng gym dẫu có đúng sai, nhưng thực kết trăm người chỉ hướng về một. Đi xây dựng đời gym mơ đích thực, bằng sức mạnh đôi bàn tay nguyện uy, đầy oai phong ôm trọn cả núi sông, ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa, địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai, hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ. Ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên. Mong ước chưa thành nào phải mộng mơ, đôi tay gym không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ nhớ. Biến tham vọng thành sự thật khát khao, nhất body nhất danh vọng nhất thành công, nhất tình si lãng mạn em muốn không. Trong phòng gym dẫu có đúng sai, nhưng thực kết trăm người chỉ hướng về một. Đi xây dựng đời gym mơ đích thực, bằng sức mạnh đôi bàn tay nguyện uy, đầy oai phong ôm trọn cả núi sông, ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa, địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai, hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ. Ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên. Ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh, cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên. Libo Stimry trong cái vỏ anh hả? Cái chai Libo trắng, cái chai Libo Stimry màu trắng á. Ủa màu đen mà nó là Libo Stimry á, không có hộp nó giờ đen rồi. Không, mình nó nằm đó à. Thôi cái gì tới nó tới nha bạn. Tập xong uống lẹ đó, bụng quá. Mệt thiệt chứ. Phê phê thiệt mà mệt quá. Bao giờ uống quay phải uống chung với đi bộ tim hết.
đi mua steam ngày 2 viên. Đủ điều đó. Làm gì làm chứ phải dám mở thôi. 2, 7. Dạ. Bột quay vô mắt. Có bụng quá khách sáo gì tầm này. Uống vô đỡ đói lắm mà. Giấu đi, trời ơi, để đây người ta biết, người ta hỏi mua hoài. Còn nữa đâu bán. Còn gà găm hủ rồi, anh uống. Ok, tạm biệt. Đó, bữa cuối cùng quay cái giáo án Lean Body trong phòng gym luôn rồi nha các bạn. Ngày mai là tới dự án photoshoot. Rất nhiều dự án, bye bye. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.